lại bắt đầu một tuần mới, Thanh Thảo và Nguyên Khang rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của Camera Cận Cảnh. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được nhiều thư góp ý cũng như những cuộc điện thoại nóng từ quý vị khán giả gửi đến cho Camera Cận Cảnh với mong muốn sẽ nhận được sự phản hồi nhanh chóng của chương trình. Và hôm nay những nội dung, những vấn đề mà quý vị quan tâm sẽ được chúng tôi ghi nhận và phản ánh ngay trong chương trình Camera Cận Cảnh kỳ này. Vậy thì vấn đề nào sẽ được đề cập trong ngày hôm nay? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hiện nay, xe gắn máy hai bánh là phương tiện giao thông cá nhân phổ biến nhất tại Việt Nam. Thế nhưng có nhiều người đã vi phạm luật giao thông đường bộ trong việc gắn và sử dụng gương chiếu hậu trên xe. Mặc dù đã có quy định rõ ràng tại điểm E khoảng 1 điều 53 luật giao thông đường bộ năm 2008 về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới, xe phải có đủ gương chiếu hậu và các trang bị thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển. Tuy nhiên trên thực tế thì việc sử dụng gương chiếu hậu hiện nay là thì mình thấy rất là nhiều và hầu như là bây giờ khi lái xe thì nhiều người không sử dụng gương chiếu hậu cho lắm. Thường là mọi người tháo kính bên phải ra luôn hoặc là thường dựa vào bên trong và kính chỉ nhìn thấy mình chứ không phải nhìn thấy đường được. Còn kính bên trái thì cũng có người đưa lên, người đưa qua, nói chung là cái kính không còn quan trọng. Mình thấy có người còn bẻ gương chiếu hậu vô trong, tức là không xài luôn. Mình nghĩ một số người thì không có thói quen vừa đi xe vừa sử dụng gương chiếu hậu. Một số người thì thích cho xe nó đẹp cho nên là thay đổi. Theo quan điểm của tôi thì nó đỡ vướng bận hơn là những cái gương rin của nó. Thì nó rin nó dài hơn, chạy nó thường thường ở Sài Gòn thì nó đông nên nó dễ va quẹt hơn. Thì vậy nó sẽ gọn hơn. Gương chiếu hậu nhỏ thì nó sẽ thuận tiện cho bạn khi bạn dắt xe dễ hơn, hoặc là nó làm cho xe bạn đẹp hơn, thời trang hơn. Cũng tùy người thì có cái mục đích khác nhau. Ví dụ như người thì muốn cho nó gọn lại, nó đẹp, người thì để gắn những cái khác. Hiện nay không khó để bắt gặp những chiếc gương chiếu hậu đa dạng về kiểu dáng và kích thước như thế này. Tất nhiên, việc chủ phương tiện tự lắp các loại gương không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường sẽ rất khó đảm bảo về góc quan sát và chất lượng hình ảnh phản chiếu. Khả năng gây nguy hiểm cho người lái xe sẽ cao hơn gương đạt chuẩn. Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6770/2001, quy định kích thước tối thiểu của bề mặt phản xạ phải tuân theo các yêu cầu sau. Diện tích không được nhỏ hơn 69cm². Trong trường hợp gương tròn, đường kính không được nhỏ hơn 94mm. Trong trường hợp gương không tròn, kích thước phải đủ lớn để chứa một vòng tròn nội tiếp có đường kính 78mm trên bề mặt phản xạ. Kích thước tối đa của bề mặt phản xạ phải tuân theo các yêu cầu sau. Trong trường hợp gương tròn, đường kính không được lớn hơn 150mm. Trong trường hợp gương không tròn, bề mặt phản xạ phải nằm được trong một hình chữ nhật đo có kích thước 120mm x 200mm. Như vậy, những trường hợp không có gương, gương sai quy định hoặc có gương nhưng không có tác dụng quan sát đều vi phạm pháp luật. Thì nên sử dụng những cái kính lớn cho nên nhìn thấy rõ hai bên khi qua đường, khi quẹo này nó nhìn kính rất là hiệu quả, có thể nó giảm thiểu cái tai nạn nhiều hơn là cái kính nhỏ. Nên sử dụng gương chiếu hậu hoặc là ít nhất là một cái phía bên trái là được, chứ không nên tháo cả hai thì không nên. Gương chiếu hậu nó rất là có ích cho người đi xe, ví dụ như là khi mà bạn muốn sang đường thì hoặc là muốn vượt mà không phải ngoái đầu lại, không phải dừng xe thì bạn dùng gương chiếu hậu. Nhưng mà nhiều người thì không có dùng gương chiếu hậu đúng mục đích thì có thể là bỏ luôn, hoặc là sẽ tắp vô hoặc là dừng ngay giữa đường mà nhìn thì gây cản trở cho những người phía sau. Thậm chí là có những người không thèm quan sát rồi băng ngang luôn thì gây ra tai nạn. Gương chiếu hậu có vai trò rất quan trọng giúp người điều khiển luôn chủ động quan sát được khoảng không gian rất rộng phía sau. Từ đó người lái xe có thể điều khiển xe cho phù hợp khi lưu thông trên đường phố. Tuy nhiên, với sự kém ý thức của nhiều người khi tham gia giao thông như hiện nay, việc xử phạt là điều cần thiết. Nhưng trên thực tế, việc xử phạt lỗi vi phạm về gương chiếu hậu vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Điều đó khiến cho chúng tôi phải đặt ra câu hỏi, cho đến bao giờ, việc sử dụng gương chiếu hậu không đúng quy định của nhiều người mới chấm dứt? Thảo để ý là có rất là nhiều những phương tiện khi mà tham gia giao thông thì chỉ có một cái gương, thay vào đó là có họ còn đổi những cái kiểu dáng, những cái kích thước khác nhau. Nhưng mà thật ra là lái xe không có rành, cho nên Thảo không hiểu được là cái gương đó nó có đáp ứng được cái chuyện là mình có thể quan sát được phía sau không Khang?
Chắc chắn là những gương này chỉ để dùng để trang trí tại điểm E khoảng 1 điều 53 của luật giao thông đường bộ vào năm 2008 có quy định về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới, đó là có đủ gương chiếu hậu và các trang bị thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển. Cho nên nếu mà gắn nhưng mà không có quan sát được thì nó coi như là cũng vô ích. Tại vì Khang biết không, thật ra Thảo có chia sẻ, Thảo có hỏi những người mà họ lái xe rành, đặc biệt là mấy chú xe ôm á, thì người ta có nói rằng là với cái gương chiếu hậu của hãng luôn á, thì khi mà mình nhìn, mình quan sát như vậy á, cái hình ảnh nó rất là rõ, rất là xa và nó đỡ bị rung. Còn với những cái gương mình mua bên ngoài nó vài chục ngàn á, thì nó có khi nó nhỏ, nó xinh, rồi cái hình dạng nó khác nữa, nhưng mà mình quan sát thì không có được. Thật ra những cái gương đó dùng để mục đích là đối phó với lực lượng chức năng khi mà đi qua các cái giao lộ. Và theo tiêu chuẩn của Việt Nam, số hiệu là TCVN 6770-2001 về các yêu cầu cơ bản đối với việc sử dụng gương lắp trên xe máy hai bánh thì được quy định như sau. Xe gắn máy hai bánh có vận tốc tối đa theo thiết kế không vượt quá 50 cây số một giờ phải được gắn ít nhất một gương chiếu hậu ở bên trái phương tiện. Còn nếu phương tiện mà có vận tốc tối đa theo thiết kế vượt quá 50 cây số một giờ và các phương tiện ba bánh thì phải được lắp hai gương, một bên trái và một bên phải của phương tiện. Vì thế những phương tiện mà Thảo thấy gắn một gương rất có thể là họ chạy không quá tối đa là 50 cây số. Vậy thật ra là đúng quy định chứ không có sai. Nhưng mà cái sai của họ là cái gương đó không phải mục đích để quan sát được khi mà chúng ta xin nhan để trái hay để phải. Thật ra thì Thảo thấy vấn đề này nó cũng đơn giản nhưng mà cũng không đơn giản. Thì nếu mà đã gọi là gắn cái gương chiếu hậu để chúng ta có thể quan sát ở phía sau khi chúng ta cần rẽ hoặc chúng ta cần là tấp vào bên trong lề, thì đó cũng là một điều để giúp cho chúng ta có thể an toàn khi mà lưu thông trên đường. Thì tại sao chúng ta lại phải đối phó bằng một cái gương khác, một cái gương mà không đảm bảo được chất lượng, không quan sát được rõ trong tầm nhìn của chúng ta, đặc biệt là đối với những cái xe nào mà chúng ta thông thường là đưa đón con đi học về, thì quả nhiên đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Một điều mà tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà nó lại có một cái hậu quả rất là to tát, thưa quý vị. Thật ra thì Khang nghĩ là có lẽ là do cái thói quen của người Việt Nam khi đi qua đường á, họ không quen sử dụng gương chiếu hậu. Để quan sát họ thường sau, hay là một là giơ tay xin nhan hoặc là ngoái đầu ra phía đằng rồi. Sau đã quen như thế cho nên là đối với họ thì cái gương chỉ là mục đích để mà trang trí hoặc là để tránh các bị lực lượng chức năng thôi. Cho nên Khang thiết nghĩ là đối với những cái gương này chúng ta nên gắn những hình ảnh như Pikachu, Doraemon vào để có thể vừa có mục đích trang trí mà vừa không bị phạt. Vâng. Đó chứ thật ra chúng tôi cũng khuyên quý vị là nên sử dụng những cái gương có đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật cũng như là giúp cho quý vị có thể quan sát hơn. Bởi vì biết đâu được những cái gương đó nó sẽ thật sự là đảm bảo an toàn khi mà chúng ta lưu thông trên đường, quý vị nhé. Đúng rồi. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị đến với nội dung tiếp theo. Trộm xe máy, trộm laptop, trộm điện thoại. Camera cận cảnh đã từng đề cập đến rất nhiều vụ trộm mà giá trị tài sản bọn trộm lấy đi là khá lớn. Chương trình hôm nay sẽ cận cảnh vào hai vụ trộm mà những món đồ bị lấy đi có thể khiến nhiều người bất ngờ khi biết về giá trị của nó. Đây là hình ảnh được ghi lại bởi camera an ninh của một cửa hàng. Đồng hồ hiển thị thời gian trên camera cho thấy thời điểm này là hơn 10 giờ sáng. Trước cửa hàng có khá nhiều xe máy đắt tiền, thế nhưng hoàn toàn vắng bóng người bảo vệ trông coi. Liệu sẽ có một vụ trộm xảy ra với những chiếc xe đắt tiền này chăng? Một người đàn ông đi xe ga tiến đến gần cửa hàng. Anh ta khá khó khăn khi cho chiếc xe chen vào khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai chiếc xe đắt tiền đã được dựng trước đó. Điều khó hiểu ở đây là khoảng sân ngay bên cạnh khá trống trải. Anh ta chen vào khoảng trống chật hẹp đó để làm gì? Và câu trả lời là đây. Ngó nghiêng xung quanh rồi chồm hẳn người sang chiếc xe đắt tiền bên cạnh. Tiếp theo sẽ là một màn bẻ khóa quen thuộc của những tên trộm chắn. Nhưng không, anh ta gỡ chiếc mũ bảo hiểm trên chiếc xe gắn máy bên cạnh rồi bỏ chạy thật nhanh. Người thanh niên ăn mặc bánh bao này đã lộ diện mình là một kẻ trộm. Nhưng điều bất ngờ là món đồ hắn ta nhắm đến không phải là chiếc xe tay ga đắt tiền mà lại là chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe. Trong vụ trộm thứ hai mà một camera an ninh khác ghi lại được, tình huống bất ngờ gì sẽ diễn ra? Vào khoảng 3 giờ chiều tại một cửa hàng, những chiếc xe máy đắt tiền xếp lộn xộn trước cửa và không hề có người trông coi.
Và đây chính là điểm bất thường. Một người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy dựng dưới lòng đường, liên tục ngó nghiêng, rõ ràng là đang dòm ngó đến những chiếc xe. Rồi anh ta bất ngờ tiến đến một chiếc xe tay ga đắt tiền, lấy vội một chiếc túi treo trên xe, cẩn thận cất lại chiếc mũ bảo hiểm cho chủ nhân chiếc xe. Anh ta là ai? Sao lại ngang nhiên lấy đồ trên xe như vậy? Nhưng một người đàn ông đi bộ từ trong cửa hàng ra, anh ta chặn người thanh niên vừa lấy túi đồ lại. Thì ra đây là một tên trộm. Có thể thấy, người đàn ông phía trong cửa hàng đã quan sát lại toàn bộ vụ trộm. Ngay khi tên trộm vừa định rời đi với chiếc túi, thì anh ta đã nhanh chóng có mặt. Còn người phụ nữ hẳn là đã có một phen hú vía với kiểu để túi đồ hớn hên kêu gọi trộm đến như thế này. Trời đất ơi, cái mũ bảo hiểm nó có bao nhiêu tiền đâu Thảo? Đồng ý với Kha là có những cái mũ bảo hiểm nó rẻ tiền, nó tầm vài chục, 100 ngàn cũng có, nhưng mà cũng có những cái mũ bảo hiểm nó lên tới cái giá trị là 1 triệu, 2 triệu. Cho nên cũng có thể là vì cái tội là gợi lòng tham, treo một cách hớ hên, nếu như mũ bảo hiểm của mình có giá trị, tại sao mình không có treo để gài vào cái phía cái yên thì cũng không có lấy được. Nhưng mà trong trường hợp này chúng tôi cũng đang thắc mắc là bảo vệ trong xe của những trường hợp này đang ở đâu? Thì chúng ta thấy là cô gái đã rất là may mắn khi có một chú bảo vệ đã chạy ra để can ngăn cái tình huống và tránh bị mất đồ. Nhưng khi người đàn ông này thò tay để lấy chiếc mũ bảo hiểm thì chúng tôi thấy không hoàn toàn thấy bóng dáng của bảo vệ. Đó chúng ta lại thấy là quay trở lại với chức năng của camera an ninh. Bởi vì mọi người cũng ý rằng là có camera rồi thì không cần phải bảo vệ, bởi vì mình đang quan sát thấy được xe. Nhưng cái lúc đó người quan sát ở đâu để xảy ra cái hiện tượng này? Đó chỉ là một chiếc mũ bảo hiểm thôi. Nếu mà lỡ như là bẻ khóa, lấy mất xe hay lấy mất nhiều chiếc nữa hay là nhiều đồ khác trên xe nữa thì cũng không có ai xuất hiện cả. Camera là một cái góc cạnh để hỗ trợ chúng ta trong việc bảo vệ tài sản, chứ nó không thể nào bản thân nó phản kháng lại với những người có hành vi vi phạm như vậy được. Và chúng tôi cũng hy vọng là quý vị trước hết là hãy hết sức cẩn thận khi mà chúng ta để đồ đạc của mình ra bên ngoài. Và cái thứ hai là khi mà dựng xe ở bất kỳ đâu thì cũng phải luôn dõi chừng xe của mình. Đừng ý y là có bảo vệ rồi quăng xe mình để trở thành miếng mồi ngon cho bọn trộm cắp. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với đoạn clip tiếp theo. Đây là hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô. Các phương tiện đang di chuyển khá chậm vì gần tới giao lộ phía trước. Vài giây sau, camera hành trình ghi lại một tình huống va chạm giao thông khá bất ngờ. Vì sao các xe đang di chuyển với một tốc độ chậm như thế này lại có thể xảy ra tai nạn? Điều gì đã diễn ra? Cùng quan sát hình ảnh của khu vực này. Đây là đoạn đường một chiều và chiếc ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển sát phần đường bên trái. Trên lề đường, một đoạn đã được biến thành bãi giữ xe máy, có những đoạn thì đang bị đào xới để sửa chữa. Một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ đang đứng dưới lòng đường ngay làn ô tô. Một người phụ nữ đang cho xe đi ngược chiều, đối đầu với hàng loạt ô tô đang đi đúng làn đường. Một vài chiếc xe máy muốn di chuyển nhanh hơn đã tạt ngang đầu chiếc ô tô gắn camera, chèn sát vào khoảng trống rất hẹp giữa lề đường và dòng xe ô tô. Liệu điều này có gây ra va chạm giao thông cho người phụ nữ lớn tuổi đang đi xe máy ngược chiều không? Thật may là dù vi phạm giao thông nhưng người phụ nữ lớn tuổi cũng đã luồn lách thành công. Vài giây sau, một người đàn ông điều khiển xe máy khác cũng đi ngược chiều ngay trong làn xe ô tô. Lần này thì may mắn có đến nữa không? Không, va chạm đã xảy ra. Người đàn ông này cố len lỏi vào làn xe ô tô, có thể để rẽ trái nhanh hơn. Còn người đi ngược chiều thì rất là dũng cảm, sẵn sàng đối đầu với dòng xe ô tô kéo dài, đang chờ đèn xanh để di chuyển tiếp. Điều đáng trách hơn nữa là đã đi ngược chiều, người đàn ông vi phạm luật giao thông cũng không đội mũ bảo hiểm. May mắn là vụ tai nạn đã không gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của cả hai người. Tuy nhiên, phải nhờ sự hỗ trợ của những người đi đường, thì người đàn ông đi ngược chiều không nón bảo hiểm này mới có thể ngồi dậy được. Rất là may là trong trường hợp vừa rồi là va chạm quá nhẹ, cho nên là cả người đi xe máy cũng không có cái chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà cực kỳ đáng trách khi mà chúng ta tham gia giao thông một cách vô ý thức như vậy. Điều đáng trách là những người điều khiển phương tiện giao thông đã đi ngược chiều và làm ảnh hưởng đến lưu chuyển của những người đang lưu thông ở trên đường. Và điều đáng trách thứ hai đó là những người đang chiếm dụng cái lề đường này để mà đậu xe máy và làm ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông ở trên đường. Thông thường thì thật ra thì mình không nên cổ xúy cho việc đi ngược chiều. Nhưng mà chúng ta thấy là thường những người đi ngược chiều
họ sẽ ít khi nào đi xuống lòng đường như thế này. Họ sẽ đi lên trên cái lề đường hơn là đi xuống lòng đường. Nói chung là phân tích tới, phân tích lui là cái lỗi lớn nhất vẫn là cái lỗi đi ngược chiều. Được. Bởi vì chúng ta hoàn toàn đi ngược lại với cái hướng xe kia và chắc chắn là cái tầm quan sát của chúng ta sẽ bị hạn chế, cho nên tai nạn rất dễ xảy ra. Và còn cái người đàn ông mà đi rẽ trái và tông phải người đi ngược chiều, cái người đàn ông này lái xe cũng không để ý tốc độ của mình và cũng không quan sát được là cái phần đường của mình á, nó đang có một chiếc xe đi ngược chiều. Có thể là do cái chiếc xe hơi ở phía trước nó đã chấm đi cái tầm nhìn. Nhưng mà như vậy thì phải chậm tốc độ hơn nữa, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với đoạn clip tiếp theo. Đây là hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô. Lúc này, chiếc xe ô tô đang di chuyển trên một đoạn đường cao tốc. Đột nhiên, các phương tiện đều có dấu hiệu thắng gấp và dừng lại đột ngột trên đường. Tình huống bất ngờ gì đã xảy ra? Chiếc xe có gắn camera hành trình này đang di chuyển ở làn giữa trên đường cao tốc và ghi lại hình ảnh chiếc ô tô màu đỏ đã mạo hiểm lấn sâu vào làn đường khẩn cấp để vượt qua chiếc xe ô tô màu trắng chạy đằng trước. Chạy vượt nguy hiểm nhưng tài xế lại tăng tốc độ rất cao. Đây là một hành động sai luật nghiêm trọng khi di chuyển trên đường cao tốc. Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có quy định mức phạt là từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng nếu người điều khiển ô tô cho xe chạy vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc. Và tình huống tiếp theo là một chiếc ô tô khách chuyển liên tục hai làn xe và cũng lấn sâu vào làn đường khẩn cấp. Chiếc xe khách này đang gặp sự cố gì chăng? Và tai nạn đã xảy ra sau màn chuyển hai làn liên tục của chiếc xe khách với tốc độ cao. Quay lại trước đó, khi chiếc xe ô tô đỏ vượt lên phía bên phải, thì ô tô khách cũng đang từ trong làn đường bên trái lấn thẳng qua làn đường khẩn cấp. Cả hai xe đã lao về phía trước với tốc độ khá cao. Và tai nạn đã xảy ra. Với kiểu lái xe như thế này, chắc chắn hậu quả của vụ tai nạn là không hề nhẹ. Khi cả hai hành vi giao thông sai luật gặp nhau cùng lúc, một chiếc ô tô vượt ở làn dừng khẩn cấp, một chiếc ô tô khách chuyển hai làn liên tục rồi cũng lấn vào làn dừng khẩn cấp, đã tạo nên một cái kết rất đáng tiếc cho cả hai tài xế. Theo quy định, khi mà di chuyển đến khu vực trạm thu phí trên đường cao tốc thì các xe buộc phải giảm tốc độ lại của mình. Nhưng trong trường hợp này thì chiếc xe buýt và một chiếc xe ô tô màu đỏ đã không hề giảm tốc độ. Thảo thấy gần như là hai xe này đang chơi cái trò đuổi bắt nhau vậy đó. Cả hai xe đều chạy rất là nhanh và không xe nào nhường xe nào. Dường như là phía trước của cái trạm thu phí chỉ có một cái cổng thôi, cho nên anh nào qua trước là sẽ được thu trước hay sao á? Không phải, chúng ta thấy là xe khách chuyển hướng rất là đột ngột, thiếu quan sát. Còn trong trường hợp này ô tô con thì lại vượt vào đúng cái làn khẩn cấp. Và điều đáng lên án một lần nữa ở trong trường hợp này là chúng tôi xin nhắc lại, các phương tiện khi đến với trạm thu phí đều phải giảm tốc độ. Và nếu không giảm tốc độ thì thông thường Nguyên Khang có biết là các anh cảnh sát giao thông sẽ đứng ở đầu phía bên kia, cho nên vừa mới ra khỏi trạm thu phí thì xe nào chạy quá tốc độ sẽ được dịnh vô. Cho nên các anh hãy hết sức lưu ý nha. Thảo nghĩ là chúng ta nên có những hình thức xử phạt thật nghiêm khắc trong những trường hợp này để có thể hạn chế và làm gương những cái tai nạn giao thông ngay ở phía trước cái cổng thu phí. Bởi vì liệu những cái xe khách nè, bao nhiêu cái hành trình, bao nhiêu người khách ngồi trên đó thì họ lái xe với tất cả tánh mạng của rất là nhiều người ở trên đó. Và ở đây rõ ràng là có một phương tiện bị vào đây là chiếc ô tô con màu trắng đi đúng làn đường mà bởi vì ảnh hưởng tai nạn. Cho nên là Khang nghĩ là không chỉ phạt thôi mà còn phải áp dụng khung hình phạt cao nhất để có thể làm gương. Đã đến lúc thời lượng của chương trình hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hy vọng chương trình đã làm cho quý vị thật sự hài lòng. Chúc quý vị ngủ thật ngon và chào đón một tuần mới thật thú vị.